Rồi, thầy xin chào các em. Hôm nay là tuần 11 thì chúng ta sẽ được thầy giới thiệu về bài số 6 là thực hành lắp mạch điện bảng điện. Thì ở bài này, thứ nhất để làm thực hành thì chúng ta cần phải chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và thiết bị như sau. Thứ nhất là dụng cụ. Thì các em quan sát hình các dụng cụ mà chúng ta phải cần dùng ở trên đây. Đây, các em hãy nêu tên các dụng cụ này. Rồi, ở hình số 1 là kìm răng, kìm mở nhọn, kìm cắt và kìm tuốt nha các em. Chúng ta phải có 4 cây ở một nhóm. Thứ hai, hình số 2 là tu vít. Tu vít thì chúng ta sẽ chuẩn bị là ít nhất là tối thiểu là 2 cây. Chúng ta trong đó có một cây tu vít là đầu ba ca, một cây là đầu bằng ha các em ha. Rồi, cái hình số 3 là hình mà chúng ta chưa được học bao giờ nè. Cái dụng cụ này nè các em. Thì cái này người ta gọi là cái dùi tai. Cái dùi tai dùng để dùi lỗ của cái bảng điện nha, để chúng ta luồn dây á. Hình số 4 cái này cũng chúng ta cũng chưa thấy lần nào nè. Thì cái này thầy giới thiệu à, nó ở bên ngoài người ta gọi là phích thử bóng. Ở đây thì thầy gọi là phích thử điện. Cái phích thử điện này á là nó dùng để kiểm tra của cái mạch điện sau khi chúng ta làm á các em. Thì chúng ta kiểm tra cái mạch điện mình là thông mạch tốt hay là không tốt, hoặc là mạch mình có bị chạm hay không, thì chúng ta có thể dùng cái phích thử điện này chúng ta kiểm. Nó có ưu điểm là như thế nào? Khi ta kiểm tra bằng cái phích thử điện này á, chúng ta không cần đưa điện vào nha, không đưa điện vào mà chúng ta kiểm trên cái mạch điện mình đã làm. Như vậy nó sẽ an toàn hơn cho chúng ta ha. Rồi, hình số 5 đó là cái bút thử điện. Cái bút thử điện cũng là một dụng cụ dùng để kiểm tra cái mạch điện, kiểm tra dây pha, dây nguội, kiểm tra mạch điện mình có liên lạc tốt hay không, là cái bút thử điện. Tuy nhiên cái bút thử điện nó có một cái khuyết điểm, nó có khuyết điểm là khi mà muốn thử thì chúng ta phải đưa điện vào trong mạch điện. Như vậy thì nó sẽ, nếu mà chúng ta thử không cẩn thận thì nó sẽ mất an toàn đấy, không an toàn đấy. Còn nếu chúng ta biết cách thử thì nó vẫn an toàn nha các em. Tuy nhiên so với cách thử bằng phích thử điện thì phích thử điện an toàn hơn, vì nó không có đưa điện vào, chúng ta không cần đưa điện vào mạch điện mà chúng ta vẫn thử được và biết được mạch điện mình hoạt động tốt hay không, là cái phích thử này nè. Còn cái bút thử điện này nó có cái ưu điểm là chúng ta khi mà thử thì nó rất là nhạy. Nó độ nhạy rất là cao, là mình chạm vào là cái đèn nó đỏ lên, nó báo cho mình biết. Còn cái phích thử điện thì nhiều khi cái độ nhạy nó không có cao ha. Thì nhưng mà cái bút thử điện thì bắt buộc phải đưa điện vào, có điện thì trong mạch thì chúng ta mới thử được. Cho nên nó kém an toàn hơn cái phích thử điện. Cả hai dụng cụ này đều dùng để thử kiểm tra mạch điện hết nha các em. Chúng ta nên có cả hai. Khi chúng ta làm cái thực hành thì chúng ta nên có cả hai nha. Rồi, hình số 6 là cái thước, cái viết. Thước dùng để đo, cái viết dùng để vẽ, vạch dấu nha. Thước ở đây chúng ta có thể sử dụng cái thước cuộn cũng được, mà chúng ta cũng có thể là mua cái thước thẳng dài khoảng 500mm hoặc là 300mm cũng được ha. 300mm có nghĩa là 30cm đó nha các em. 30 cm á, còn 500 là có nghĩa là 50 cm á. Thước thì chúng ta có thể mua thước thẳng, thước cuộn, thầy nhắc lại thước dây cũng được luôn. Tuy nhiên cái thước mà để dễ đo nhất á, để dễ đo và thực hành nhanh á, hoặc là thước cuộn hoặc là một cây thước thẳng có chiều dài khoảng 50 cm nha, thầy nó nhắc lại. Và mua là mua cái loại dẻo, chúng ta mua cái loại dẻo thì dễ đo. Đấy, đấy là những dụng cụ mà chúng ta cần phải có khi chúng ta thực hành. Tuy nhiên thì nói lại là ở đây do chúng ta học online, học trực tuyến, cho nên là chúng ta cái phần thực hành này chúng ta chưa có làm, nhưng mà thầy sẽ giới thiệu dụng cụ ở đây để chúng ta nắm ha. Và sau này khi chúng ta thực hành thì chúng ta phải có những dụng cụ như thế này đây nha các em, khi vào học trực tiếp á. Rồi, ở đây thì thầy lưu ý là cái dùi tay á, dùng để khoan dùi lỗ. Tuy nhiên hiện nay đó các em, cái loại máy khoan cầm tay này nè, máy khoan pin cầm tay này dễ sử dụng mà cũng an toàn nữa, không có nguy hiểm ha.
và được bán với giá thành cũng tương đối rẻ, bán ở trên các shop trên mạng nhiều ha, thì chúng ta có thể liên hệ trên đó mua dễ dàng. Cho nên là nếu mà nhóm nào có điều kiện thì chúng ta có thể là trang bị thêm cho nhóm mình mỗi nhóm một cái máy khoan như thế này, mua loại rẻ tiền thôi nha, khoảng 300, 200 mấy 300 là có một cái máy khoan tốt để xài rồi ha. Đấy. Đó là các dụng cụ nha các em. Và phần dụng cụ này trong sách giáo khoa nó đã mô tả đầy đủ. Thì các em có thể mở sách giáo khoa ra xem. Ở đây thầy lưu ý, trong sách giáo khoa nó có liệt kê con dao nhỏ với cái mỏ hàn. Thì vì lý do an toàn thì chúng ta không sử dụng hai dụng cụ này. Các em gạch bỏ hai dụng cụ này dùng thầy. Thầy nhắc lại nha, không sử dụng dao nhỏ và mỏ hàn điện. Các em gạch bỏ dùm thầy trong sách giáo khoa hai phần này. Và chúng ta qua phần vật liệu thiết bị. Này, đây là các vật liệu thiết bị mà chúng ta sẽ dùng ở trong bài thực hành. Các em kể tên dùm thầy. Như vậy thứ nhất, hình số 1 là bảng điện, hình số 2 là cái công tắc nè. Hình số 3 là ổ điện, hình số 4 là cái cầu chì nè. Hình số 5 là bóng đèn và đuôi đèn. Thì ở đây thầy lưu ý bóng đèn và đuôi đèn ở đây là loại gài, em thấy nó có cái rãnh để gài nè. Đấy. Bóng đèn thì nó có cái ngạnh để gài vào. Thì bóng và đuôi phải cùng một loại với nhau. Cái đuôi của bóng đèn và cái đuôi đèn phải cùng một loại với nhau. Ví dụ nó loại gài là phải loại gài hết. Và chúng ta còn có một cái loại đuôi đèn là loại vặn nữa nha, loại vặn là có ren á. Thì nếu mà chúng ta mua cái bóng đèn mà cái đuôi là loại vặn thì cái đuôi đèn này cũng phải có ren loại vặn luôn thì chúng ta mới ráp vô được nha. Hãy lưu ý. Rồi, số 6 là cái phích cắm điện. Rồi chúng ta sẽ có dây điện, thì các em mua cho thầy dây đơn phi 1.2 mm và chúng ta chuẩn bị thêm là băng keo, giấy nhám. Rồi phần này trong sách giáo khoa cũng mô tả đầy đủ thì các em có thể xem sách giáo khoa. Ở đây thầy lưu ý là ngoài những cái vật liệu thiết bị trong sách nó mô tả thì ở đây em thấy nè, cái mạch điện mình ráp vào nè. Đó, mình ráp vào thành cái hình dạng nó là như thế này nè. Em thấy ngoài những cái phần ở phía trên thì chúng ta thấy còn có một cái bảng phía sau để ráp cái mạch này vào. Cái bảng này người ta gọi là cái bảng thực hành. Cái bảng thực hành này thì các em có thể là sử dụng là cái bảng bảng bằng gỗ. Nếu chúng ta có điều kiện chúng ta ra ngoài tiệm chúng ta mua hoặc nhà chúng ta có đó, chúng ta cắt một cái bảng gỗ có kích thước khoảng 30 cm là chiều rộng, chiều dài là 50 cm là được nha các em. Nếu mà chúng ta không, nhà chúng ta mà khó kiếm bảng gỗ hoặc là chúng ta không gần những nơi bán cái chỗ này khó kiếm á, thì chúng ta có thể tận dụng những cái tờ lịch, bìa lịch giấy cũ mà dày á ở nhà chúng ta đó, chúng ta làm cái bảng thực hành này ha, để ráp những cái ống, những cái mặt bảng điện lên phía trên đó để cho nó thẩm mỹ, nó đẹp nha. Rồi, như vậy thì chúng ta sau khi thầy giới thiệu xong phần này thì chúng ta sẽ ghi bài là chúng ta có cái bảng này gọi là bảng dự trù nha các em, bảng dự trù dụng cụ vật liệu. Đó, thì chúng ta kẻ cái bảng này vô thì nó dễ dễ hình dung hơn. Đấy, kìm răng thì số lượng mình nên mua là hai. Mỗi nhóm như vậy mình nên chọn là 2 cây, kìm nhọn 2, kìm cắt, kìm tuốt 2 ha. Đó, tua vít là 2 cây, phích thử điện là 1, thước, bút, dùi tay, máy khoan. Dây điện thì chúng ta mua ở bài này là chúng ta mua cho thầy là khoảng là 2 mét dây nha. Bảng điện là mua một cái, bảng nhựa 15 cm x 20 cm. Rồi bản thực hành là bìa giấy cứng, bản gỗ hoặc tờ lệch, cầu chì, công tắc, hai cực, ổ điện, loại có 4 lỗ ghim, phích cắm, bóng đèn, đuôi đèn, băng keo và nhĩ nhám. Đấy, chúng ta nhớ ha. Rồi, chúng ta qua phần thứ hai, nội dung và trình tự thực hành. Thì thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về chức năng của cái bảng điện.
Các em quan sát cho thầy hình 6.1 sách giáo khoa trang 30 ha. Đây là hình ở sách giáo khoa. Ở trong hình này thì các em chú ý nè, ở đây chúng ta có một cái bảng điện nè. Ở đây chúng ta cũng có những cái bảng điện số 4, số 5 nè. Thì ở đây em thấy có hai cái ký hiệu này là ký hiệu cầu chì nè. Hai cái cầu chì. Cầu chì này người ta gọi là cầu chì tổng đó. Khi mà cái mạch có sự cố thì cái dây chì ở cầu chì này sẽ đứt, ngắt mạch toàn bộ mạch trong địa toàn bộ mạch điện trong ngôi nhà của mình để bảo vệ. Ở đây là cái công tơ điện nha các em, số 2 này là cái công tơ điện. Nó có chữ kilowatt giờ nè, do cái hình của chúng ta kéo nhỏ lại cho nên nó bị nhảy chữ h đó, kilowatt giờ. Cái số 6 này là cái cỡ ký hiệu cầu dao ha. Rồi, các em quan sát cho thầy biết có mấy loại bảng điện ca. Rồi các em nghe đáp án ha, chúng ta có hai loại bảng điện. Thứ nhất, bảng điện chỗ này nè. Bảng điện này gọi là bảng điện chính. Cái bảng điện số 4, số 5 này nè, người ta gọi là bảng điện nhánh. Thế nào là bảng điện chính, thế nào là bảng điện nhánh ha, nhiệm vụ của từng loại ha. Rồi, bảng điện chính là cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà của mình. Em nhớ ha, trên bảng điện chính thì thường người ta lắp cầu dao hoặc là áp tô mát. Còn bảng điện nhánh thì cung cấp điện tới các đồ dùng điện, trực tiếp đến các đồ dùng điện. Trên bảng điện nhánh thì thường có cầu chì, công tắc, áp tô mát, ổ điện, hộp số quạt. Tôi nói lại, trên bảng điện nhánh có cầu chì, công tắc hoặc cái áp tô mát. Cái áp tô mát là cái cầu dao tự động đó nha. Ổ điện, hộp số quạt. Cho nè, các em xem lại ha, các em xem lại bảng điện nè, bảng điện chính nè, bảng điện nhánh nè. Khi bảng điện chính em thấy nè, khi tôi ngắt cái cầu dao hoặc cái áp tô mát tổng chỗ này nè, thì toàn bộ điện trong ngôi nhà này mất hết. Khi đóng lại thì nó có điện lại. Còn thí dụ ở bảng điện nhánh số 4 đi. Khi thầy điều khiển ở bảng điện nhánh số 4 thì ở bảng điện số 5 nếu tôi không điều khiển hoặc là tôi đang điều khiển ở chế độ bật thì khi tôi ngắt bảng điện số 4, số 5 không ảnh hưởng gì cả. Tương tự nếu có bảng điện nhánh số 6, số 7 thì tôi ngắt cái số 4 thì số 5, số 6, số 7 không có ảnh hưởng. Em liên tưởng ở nhà mình á, ví dụ nhà mình là có nhiều phòng đi. Thì thí dụ mình ngắt điện ở phòng ba mẹ mình đi thì phòng mình cũng không ảnh hưởng, hoặc là mình ngắt điện ở đóng ngắt điện ở phòng mình thì phòng ba mẹ cũng không ảnh hưởng, ví dụ như vậy. Liên tưởng đến trường nè, ví dụ như là bây giờ lớp chín chín của mình đi, mình không có học cái tiết đó, mình cúp điện những lớp khác người ta vẫn còn học thì người ta cũng không ảnh hưởng gì cả, các em thấy không đó. Rồi thí dụ điều khiển bảng điện chính ở ở phía dưới góc mà phòng y tế đó các em, là bảng điện chính nó đặt ở đó đó, thì khi tôi điều khiển bảng điện chính là tôi ngắt điện ở bảng điện chính thì toàn bộ trường mất điện hết, ví dụ vậy. Khi tôi đóng điện lại thì toàn bộ trường có điện, vậy các em hiểu chưa nè. Và các em nên biết ở nhà mình á, các em nên biết là vị trí bảng điện chính nó đặt ở đâu, bảng điện nhánh của từng phòng nó đặt ở đâu, để làm gì, để khi có sự cố thì mình sẽ điều khiển nhanh chóng kịp thời nha, để hạn chế cái tác hại xảy ra khi mà mình điều khiển ngắt điện chậm nha các em ha. Rồi, như vậy thì chúng ta tiếp tục ha. Rồi, ở đây có cái chú ý là kích thước của bảng điện phụ thuộc vào số lượng kích thước của các thiết bị lắp trên nó. Như vậy ở đây là sau này khi mà thực hành đó các em, khi thực hành thì chúng ta ra ngoài tiệm điện chúng ta mua thì nó có những cái loại bảng điện nhỏ, có loại bảng điện lớn, kích thước nhỏ, kích thước lớn khác nhau. Thì khi mà mình chọn mua, mình phải lựa chọn làm sao
cho nó đủ cái số lượng để thiết bị á, ví dụ công tắc cầu chì, mình là chọn cái bảng điện cái kích thước chiều dài chiều rộng như thế nào để khi mà mình đặt các thiết bị điện ở trên đó thì nó vừa phải, nó không rộng quá mà nó cũng không chật quá. Nếu mà nó rộng quá thì mất thẩm mỹ, nếu mà chật quá thì ta lắp không được, nhớ nha. Và cái kích thước bảng điện này thì thường thường là thầy sẽ cho chúng ta nha, và khi mà thầy cho thì chúng ta cũng đừng có nên tùy ý mà thay đổi. Nếu mà thầy cho kích thước lớn mà để lắp số lượng bảng điện nhiều mà bây giờ mình đi chọn cái bảng điện nhỏ xíu thì vô mình lắp không có được. Còn thí dụ thầy cho kích thước bảng điện nhỏ mà mình lại mua cái bảng điện lớn quá đem vô thì khi mà mình lắp nó mất thẩm mỹ. Các em nhớ ha. Và các em biết rồi thì làm chấm điểm thì khi mà mình mất thẩm mỹ thì mình sẽ mất một cái số điểm nào đó. Cho nên chúng ta khi thực hành thì chúng ta chú ý. Sau này khi thực hành thầy sẽ nhắc lại cái chỗ này nha. Rồi bây giờ chúng ta qua phần thứ hai là vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện. Thứ nhất ta sẽ tìm hiểu sơ đồ nguyên lý. Đây là sơ đồ nguyên lý của cái mạch điện nè các em. Rồi các em quan sát cho thầy biết mạch điện này có những phần tử gì nè. Chúng ta quan sát này nó có hai cái cầu chì. Hai cái cầu chì. Một cái ổ điện, một cái công tắc hai cực, một cái bóng đèn. Các phần tử này được mắc với nhau như thế nào các em? Như đề đáp án, cầu chì 1 và cầu chì 2 mắc như vậy gọi là mắc song song với nhau. Em thấy mắc song song là sao? Em thấy có dây nguồn nè. Thì mắc song song là có nghĩa là hai đầu ở mỗi nhánh như vậy nó đều được nối với dây nguồn hết. Và em thấy là khi ở nhánh số 1 mà mất điện thì nhánh số 2 vẫn còn điện bình thường nha. Tương tự như vậy, khi nhánh số 2 mất điện thì nhánh số 1 vẫn còn điện bình thường. Như vậy mắc như vậy là mắc gọi là mắc song song. Rồi. Trong mỗi nhánh thì em thấy cầu chì 1 mắc nối tiếp với cái công tắc và bóng đèn. Mắc nối tiếp để điều khiển ha. Rồi cầu chì 2 thì lại cầu chì 2 thì mắc nối tiếp với ổ điện. Cầu chì 2 mắc nối tiếp với ổ điện. Như vậy thì chúng ta ghi bài học này vào ha. Rồi các em quan sát ở cái hình mạch điện mà mình thực hành nè các em. Sau khi mình làm xong cái mạch điện nó sẽ như thế này nè, gắn trên cái bảng thực hành nó như thế này nè. Còn cái sơ đồ nguyên lý này là nó như thế này. Thì em thấy là điểm giống nhau và khác nhau ở sơ đồ và sản phẩm là như thế nào. Nó giống nhau là số lượng cầu chì này giống nè, công tắc có nè, ổ điện có nè, bóng đèn có nè, đúng không? Nhưng mà nó khác nhau là như thế nào? Trên đây là em thấy nó không có thể hiện cái vị trí lắp đặt như thế nào hết. Còn trên cái bảng này thì mình nhìn vào là mình biết là sau khi sản phẩm mà mình lắp xong nó sẽ như thế nào. Như vậy thì để mà mình nhìn vào cái hình vẽ, cái sơ đồ mà mình biết được cái cách lắp đặt thực tế sau khi lắp đặt xong nó như thế này á, thì mình phải có một cái loại sơ đồ. Sơ đồ này thầy nhắc lại nha, sơ đồ này gọi là sơ đồ nguyên lý. Như vậy thì để mà thể hiện được cái vị trí lắp đặt như thế này á, thì mình có một cái sơ đồ, và sơ đồ đó gọi là sơ đồ lắp đặt nha các em. Như vậy thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách vẽ sơ đồ lắp đặt. Thứ nhất là chúng ta cần xác định các yếu tố. Thứ nhất là mục đích sử dụng, vị trí cái bảng điện sẽ đặt như thế nào. Thầy lấy ví dụ như về với cái sơ đồ hồi nãy thì thực tế á, thì cái bảng điện có một cái bảng điện, ta chỉ sử dụng một cái bảng điện và một cái bóng đèn. Bảng điện thì đặt bên tay trái, bóng đèn đặt bên tay phải. Nhưng mà cũng có một cái cách lắp đặt thứ hai, cũng là cái mạch sơ đồ nguyên lý như vậy, nhưng mà lại không dùng một bảng điện mà người ta dùng hai cái bảng điện, rồi bóng đèn đặt ngay giữa. Cũng là sơ đồ nguyên lý như vậy nha, nhưng mà cái cách bố trí nó khác. Thì chúng ta lại có một cái sơ đồ lắp đặt khác. Rồi hình số 3 em thấy cũng là cái mạch y chang như vậy nữa. Nhưng mà thay vì á, là ở đây là cái ổ điện đặt bên tay phải thì bây giờ ổ điện lại đặt bên trái. Đấy thì chúng ta lưu ý. Thì khi hình vẽ thì cái
hình vẽ thì cái sơ đồ á, nguyên lý vẫn như vậy, nhưng mà khi mà vẽ sơ đồ lắp đặt thì nó hơi khác một tí xíu. À, chúng ta lưu ý ha. Rồi. À, vị trí cách lắp đặt các phần tử của mạch điện à, nó cũng có thể khác nhau ha. À, người ta bố trí là thí dụ hai cầu chì rồi cái công tắc cái ổ điện, nhưng mà cũng có người là bố trí cái ổ điện bên đây, cái công tắc bên ngược lại, ví dụ như vậy ha. Rồi mạch điện mình là lắp nổi hay lắp lắp chìm hay là lắp ngầm á, à, thì đặt nổi thì mình đi khác, mặt đặt ngầm thì mình đi khác nha. Thì hồi nãy giờ cái sơ đồ mà thầy giới thiệu là chúng ta là lắp nổi không đó các em, còn lắp ngầm là khác nữa ha. Rồi chúng ta qua vẽ sơ đồ lắp đặt. Thì bước 1 là ta sẽ vẽ dây nguồn. Đó. Vẽ dây nguồn. Bước thứ 2 là ta xác định vị trí của cái bảng điện và bóng đèn. Đó. À, thí dụ như là ta chọn cái hình này đi. À, thì cái bảng điện và bóng đèn khi mà ta vẽ nè, nó có cái ống nè, hai cái ống nè, thì cái bảng điện đặt ở đây nè, cái bóng đèn nè. Bước thứ 3 là xác định vị trí các thiết bị điện nằm trên cái bảng điện, thì theo cái hình này á, thì hai cái cầu chì đặt đứng, rồi cái công tắc đặt bên trái, ổ điện đặt bên phải, thì ta vẽ vô nè. À, cuối cùng là ta sẽ vẽ dây nối mạch dựa trên sơ đồ nguyên lý. À, các em xem cái sơ đồ nguyên lý. À, thế thì vẽ dây nối mạch ta vẽ như thế nào? Các em xem nha. Ví dụ bây giờ thầy vẽ cho em xem hai dây trước nè. À, đầu tiên, à, dây pha từ nguồn vẽ nối đến cầu chì số 1, phải không? À, dây pha từ nguồn nè, nối đến cầu chì số 1 trên sơ đồ nguyên lý. Thì ở đây ta vẽ như thế nào nè? Các em xem. Đấy. Đó, cầu chì số 1 nằm đây. Như vậy ta vẽ từ nguồn nè, ta vẽ một cái đường dây qua đến cầu chì số 1. Và thầy vẽ thêm một dây nữa nha. À, chúng ta có một cái dây nguội nối từ nguồn nối đến ổ điện, phải không? Và ổ điện nằm đây, dây nguội nằm đây, phải không? Ta vẽ nè. Em xem nha, ta vẽ nè. Đó. Thấy chưa? Ừ, ta vẽ dây nguội từ nguồn vẽ xuống tới đây, đưa lấy thước nối vô ổ điện, và chúng ta phải nối đụng vô trong ổ điện luôn nha, đụng vô bên trong nha, không có ra vẽ ngưng tới ở bên ngoài mà ngưng là sai. Khi mà ta vẽ mà ngưng ở bên ngoài như vậy á là nó sẽ bị hở mạch nha, vẽ phải đụng vô cái chơi cái chốt tròn bên trong nè, thấy không? Đó, vẽ dây phải đụng vô luôn, chúng ta lưu ý. Rồi như vậy các em vẽ hoàn thành cho thầy cái sơ đồ đi ha. Chúng ta có một phút để vẽ. Rồi các em xem, ở đây chúng ta còn thiếu những dây nè, còn thiếu dây ha. Bây giờ chúng ta xem nha, tiếp tục nè. À, dây từ cầu chì nối đến công tắc, vậy thì trên sơ đồ này là cầu chì nè, công tắc ở đây là ta vẽ nè, thấy chưa? Rồi tiếp tục, dây từ công tắc nối đến đèn, công tắc ở đây, đèn ở đây, vậy thì ta vẽ như thế nào? Các em xem nha. À, dây từ công tắc vẽ nối đến đèn. Rồi tiếp tục là dây nối từ dây pha ở ngay cầu chì số 1, ở vị trí cầu chì số 1, làm cái nối rẽ, rẽ qua cầu chì số 2, rồi đưa đến ổ điện, như vậy bên hình nè, nhìn nè, ta vẽ nè, đó,
vẽ nói đến cầu chì số 2 đưa đến ổ điện có cái mối nối rẽ, được chưa? Rồi chúng ta còn thiếu một dây, đó là dây gì nào nha, các em xem. Đó là dây nguội nối đến đèn ha. Ở đây dây nguội, đèn ở đây ta vẽ nè. Chỗ này sẽ có một cái mối nối, rẽ, được chưa? Đó, sơ đồ sau khi vẽ hoàn thiện xong thì nó sẽ như thế này nha các em. Các em có thể vẽ sơ đồ này vào tập chúng ta ha. Rồi, như vậy thì bài học tới đây là kết thúc. Các em nhớ xem kỹ bài đã học, rồi click vào nút làm bài tập để làm 7 câu hỏi của phần bài ngày hôm nay. Rồi chúng ta xem tiếp nội dung còn lại ở bài 6 này. Để tuần sau thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho chúng ta. Thầy chào các em.